Thầy Trung AQ rất vui khi được gặp lại các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tên các quốc gia châu Mỹ bằng tiếng Anh nhé. America. Châu Mỹ là tên một vùng đất thuộc Tây bán cầu bao gồm ba lục địa: 1. Bắc Mỹ, 2. Trung Mỹ và Caribe, 3. Nam Mỹ. Châu Mỹ chiếm 8,3% diện tích bề mặt trái đất và 28,4% diện tích đất liền. Dân số ở đây chiếm khoảng 14% của thế giới. North America. Bắc Mỹ. Canada. 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 Mexico. 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 The United States of America. Hoa Kỳ. The United States of America. Hoa Kỳ. The United States of America. Hoa Kỳ. Central America and Caribbean. Trung Mỹ và Caribe. Cuba. 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 Guatemala. 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 Jamaica. 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 South America. Nam Mỹ. Argentina. 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 Bolivia. 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 Brazil. Brasil. Brazil. Brasil. Brazil. Brasil. Chile. 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 Colombia. 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 Ecuador. 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 Paraguay. 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 Peru. 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 Uruguay. 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 Uruguay.
Uruguay. Uruguay. Venezuela. 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 Bài học ngày hôm nay đến đây là hết. Nếu các bạn thấy video hay, xin hãy nhấn like, để lại bình luận và ấn nút đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của thầy Trung AQ nhé. Thân chào và hẹn gặp lại các bạn.